Chào các bạn, hôm nay công ty Tân Đại Dương xin chia sẻ và giới thiệu đến các bạn một môi trường với chất lượng đào tạo rất là tốt và sự uy tín hàng đầu. Với những ai đang muốn đi du học ngành kỹ thuật và kinh doanh thì hãy nhớ đến môi trường này, đó là trường Đại học Massachusetts Lowell. Trường đại học này với lịch sử lâu đời hơn 100 năm là một thành phần của hệ thống trường Đại học Massachusetts danh tiếng. Trường thì có 5 khoa và cung cấp hơn 88 chương trình, 45 chương trình cử nhân và thạc sĩ. Trường nổi tiếng ở khoa học, kỹ thuật và công nghệ, là một trường là tiên phong trong công nghệ nano, công nghệ sinh học và nghiên cứu vật liệu cao cấp, kỹ thuật chất dẻo và khí tượng học, cũng như những chương trình mới về luật và doanh nghiệp. Trường thì có 12.000 sinh viên với trên 100 câu lạc bộ. Bên cạnh đó, trường thường xuyên tổ chức các lễ hội, hoạt động văn hóa và học thuật nhằm hỗ trợ sinh viên thành công khi tham gia vào thị trường lao động toàn cầu. Và sau đây là các ngành học về sinh viên Việt Nam yêu thích nhất. Ngành thứ nhất đó chính là ngành Engineering, đó chính là ngành kỹ sư. Kế tiếp là ngành khoa học máy tính, rồi ngành kế toán, tài chính, kinh doanh quốc tế, quản lý, marketing, quản lý điều hành, vân vân. Sinh viên khi theo học tại môi trường này thì có thể học hết lớp 12, điểm trung bình tốt nhất là 6.0 và xin vào học khóa đại học. Học hết đại học ở Việt Nam, điểm trung bình tốt hiệu 6.5 và xin học khóa dự bị thạc sĩ rồi chuyển tiếp khóa thạc sĩ. Có cơ hội đi thực tập trong thời gian học tại trường. Về học bổng thì trường cung cấp 5 suất học bổng trị giá 50% học phí cho sinh viên quốc tế khi đăng ký học tại trường theo chương trình đại học năm thứ nhất. Về điều kiện xét học bổng thì các bạn phải tốt nghiệp lớp 12, điểm trung bình là lớn hơn 7.0. Có điểm IELTS là 5.5 hoặc TOEFL IELTS 6.0, có thể chấp nhận là mời học ở trường. Và đó là một vài thông tin chia sẻ mà hôm nay công ty Tân Đại Dương muốn chia sẻ với các bạn. Với những ai đang muốn đi học Mỹ ngành kinh doanh và kỹ thuật, và hãy liên hệ trực tiếp tại công ty tư vấn nghiệp Tân Đại Dương theo số là 0838 48 48 19 hoặc truy cập vào website tanđạiduong.edu.vn.